tập với tạ đơn cho phần ngực thì nó sẽ dễ hơn ha. Tập cho bắp tay cũng như cầu vai ha. Làm sao để cho cơ thể giảm cân nhưng mà vẫn rắn chắc? Đó là chúng ta kết hợp thêm những buổi tập sức mạnh, tập cho cơ ha. Và nếu mà các bạn có thể, hãy cố gắng mua hai cục tạ đơn. Nhẹ thôi cũng được, không sao hết, nhưng mà nó sẽ giúp ích rất là nhiều ha. Và tạ đơn rất là rẻ thôi chứ không có mắc đâu. Chúng ta mua một lần và xài cả đời. Và với video này chúng ta sẽ tập 30 phút rất là hiệu quả cho toàn bộ cơ thể. Cấu trúc của chúng ta như sau. Chúng ta sẽ có tổng cộng 10 bài tập. Một bài chúng ta sẽ tập xong thì chúng ta chuyển qua bài tiếp theo ha. Xong hết 10 bài, nghỉ 1 phút, sau đó chuyển qua vòng thứ 2 và vòng thứ 3. Chỉ có một lưu ý là vòng thứ nhất 30 giây, thứ hai 35 giây và cuối cùng sẽ là 40 giây nha. Bây giờ hãy chuẩn bị hai cục tạ đơn và một tấm thảm, chúng ta sẽ cố gắng tập với nhau. Bài đầu tiên chúng ta sẽ làm bài cuộn tay và đẩy vai nha mọi người. Từ đây đứng tư thế thẳng này, cuộn tay lại giữ trên vai, sau đó đẩy qua khỏi đầu, xong hạ xuống. Rồi, hạ xuống từ từ ha, lên thở. Rồi xuống hết, các bạn có thể cầm tạ nhẹ trước, chúng ta có tới 3 vòng lận nha. Chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu. Chỉ 30 giây thôi, thở, đẩy hạ xuống. Vừa tập phần bắp tay, vừa tập cho phần vai ha mọi người. Như mình nói là có 3 vòng, vòng đầu tiên 30 giây thôi. Sau đó chúng ta sẽ có 35 giây và 40 giây ha. Xong hết bài này, chúng ta sẽ chuyển qua phần thân dưới. Cứ từ từ thôi các bạn ha. 7, 6, hít thở đều, gồng chắc người lại, đừng để bị lắc lư ha. Rất tốt. Và bài tiếp theo chúng ta sẽ làm sumo squat. Hai chân mở rộng ra 45 độ ha, mũi chân từ đây giữ tạ ở phía trước nè. Rồi hạ mông xuống đầu gối, mũi chân trên một đường thẳng, xong đẩy lên ha. Chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu. Xuống hít, lên thở. Khi mà tập cho cơ, các bạn hãy làm chậm thôi, không cần làm vội nha. Rất tốt, cảm nhận được cái sợi cơ chúng ta đang căng giãn ra và co gặp. Bởi vì 30 giây cho nên nó không quá lâu đâu các bạn. Cố lên. 6, 5. Rất tốt. Bây giờ chúng ta sẽ nằm ngửa ra ha. Đẩy mông lên trên cao, giữ lại, sau đó hạ tay xuống hít, thở đẩy qua khỏi đầu, góc 45 độ ha mọi người. Rồi ấn các bả vai xuống giữ chặt lại, đẩy lên ha, bắt đầu thở 30 giây. Cái bài này chúng ta vừa cố gắng tập cho phần lưng dưới, phần mông và cả phần thân trên ha. Hít thở đều. Đối với một số bạn, hít đất là bài khá khó thì tập với tạ đơn cho phần ngực thì nó sẽ dễ hơn. Cố lên, 4, 3, 2, thở. Đúng rồi, rất tốt. Bây giờ chúng ta sẽ đứng dậy. Rồi, bài tiếp theo nè. Đẩy mông về phía sau, trở về. Xong tư thế squat nè. Mông về sau, trở về. Mông hạ xuống. Bắt đầu. Nghiêng, trở về. Hạ xuống từ từ. Đúng rồi. Bài này trong tiếng Anh còn gọi là deadlift. Rồi xong chuyển qua suitcase. Squat này giống cầm hai cái hành lý đúng không? 3, 2, 1. Rồi bài tiếp theo các bạn có thể cầm một cục hoặc hai cục cũng được. Chúng ta sẽ tập cho phần bắp tay sau ha. Hạ xuống, dụ thẳng qua khỏi đầu. Xuống hít, lên thở ha. Rồi chuẩn bị 3, 2, hết. Thở dụ thẳng. Đúng rồi. Rất tốt. Cố lên các bạn. Vòng đầu tiên chúng ta từ từ mình vô cái guồng ha. Cái vòng thứ 2, vòng thứ 3 thì mình có thể chiến hơn. 4, 3, 2, 1. Rất tốt. Và tiếp theo, chúng ta cầm hai cục này. Một chân bước về sau, nhón cốc lên. Đẩy mông về phía sau, rồi đẩy mông về phía trước. Rút chân về, đổi bên. Cái này chúng ta tập cho phần mông nha mọi người. Rồi, bắt đầu. Hít, thở, đẩy.
thu về, đổi bên. Rất tốt. Cố lên các bạn. 6 5 xuất sắc. Và bài tiếp theo, các bạn chưa quen nhớ cầm cục tạ nhẹ lại. Từ đây ha, chúng ta sẽ làm như sumo, nhưng mà đẩy mông về sau nè. Lưng chúng ta mắt nhìn thẳng xuống dưới, kéo tay phải lên, xong tay trái ha. Rồi bắt đầu nè. Thở xuống, kéo xuống ha, luân phiên trái phải nha mọi người. Với những bạn nào mà tập chưa quen á, thì chúng ta hãy tập những cái video căn bản của mình trước nha. Nó sẽ dễ chỉ cho các bạn từng bài tập, từng động tác, kỹ thuật một cách chuẩn xác. 4, cố lên, 3, 2, rất tốt. Rồi thả lỏng ha. Và tiếp theo chúng ta sẽ bước về sau, rồi xong nhấp xuống 1, 2, 3, thu về, đổi chân và nhấp 1, 2, 3, rồi làm từng bên nha, bắt đầu. Rất tốt, đổi bên. Cố lên các bạn. Năm, bốn, xuất sắc. Rồi thả lỏng tay tí. Và tiếp theo cuộn tay xong hạ xuống và kết hợp với bài kéo vai như thế này ha. Lên, xuống, kéo. Ok, 3, 2. Vừa tập phần cánh tay, vừa tập phần cầu vai, vừa khỏe và vừa đẹp. Rất tốt. Cố lên các bạn. 10 giây nữa. Ba, hai, rất tốt. Và bài tiếp theo ha, chúng ta sẽ làm như sau. Tay để tạ ở trên vai, squat, xong bước chân phải về sau, lunges, xong chân trái ha, làm liên tục. Rồi bắt đầu squat nè. Rồi chân phải thu về, đổi chân trái. Tay bài cuối cùng rồi các bạn. Rút, đổi chân. Rồi squat. Bảy, sáu, rất tốt các bạn. Chúc mừng các bạn đã hoàn thành xong vòng số 1 ha. Bây giờ chúng ta nghỉ tí và làm vòng số 2 nha mọi người. Uống một miếng nước như thường lệ. Đây là cái bình 2 lít của mình. Một ngày mình sẽ cố gắng hoàn thành ít nhất một bình nha. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại và làm 35 giây nha mọi người. Tùy vào mọi người, có thể làm tạ nhẹ hay tạ nặng ha. Rồi mình sẽ dùng tạ nặng. Rồi 5kg, 10kg, ok ha, 10 giây nữa. Bài đầu tiên chúng ta cuộn tay đẩy qua vai như thế này. Lần này 35 giây nha mọi người. Cố lên, thúc đẩy cho cơ phát triển săn chắc nè. Giữ, đẩy. Cố lên. Tiếp tục nè. 4 giây nữa.
xuất sắc. Rồi các bạn hạ xuống ha. Rồi mình đang cầm cục 10kg nha. Các bạn cứ thoải mái cầm 2kg được, 5kg cũng được ha. Tùy thuộc vào khả năng của bản thân mình. Quan trọng là cố gắng hoàn thành hết nha. Rồi chuẩn bị sumo squat. Hết. Hạ sau đẩy lên. Rất tốt. Hai mươi giây nữa. Mười giây cuối cùng. Bốn. Hai. Rất tốt. Và tiếp theo, các bạn sẽ nằm ngửa ra sau. Và chúng ta sẽ đẩy cho phần vai ha. Mọi người có thể thấy trên màn hình là demo sẵn rồi nha. Rồi mình chỉ cần nhắc lại ha. Đẩy mông lên, hạ vai xuống. Đẩy cánh tay lên, hít thở. Cố lên bạn, tập cho khỏe người nè. Mười lăm giây nữa, hít thở đều, lắng nghe tiếng mình chia sẻ và tiếng nhạc. Sáu, rất tốt. Bây giờ chúng ta sẽ đứng lên ha, và mọi người sẽ làm bài deadlift ha. Gập mông về sau, trở về, hạ mông xuống ha, làm liên tục. Bắt đầu, thở, hít, thở, hít, thở. Chiều nào mình thấy nhẹ hơn thì mình sẽ hít vào, nặng hơn thở ra. Rất tốt. 15 giây nữa. Sáu. Hai. Rất tốt các bạn. Tiếp theo, chúng ta sẽ làm cho tay sau ha. Cầm một cục nặng hoặc là hai cục nhẹ. Hạ về sau đẩy nha mọi người. 3, 2, rồi. Giữ thẳng xuống, thở, đẩy. Rất tốt. Rất tốt các bạn. Gần hết rồi, 10 giây nữa thôi. 4, 3, 2. Rất tốt. Và tiếp theo, chúng ta làm bài giống như khỉ đột hai chân, mở rộng ra. Đẩy mông về phía sau, mắt nhìn xuống dưới. Kéo từng bên thôi nha mọi người. Kéo cùi chỏ về phía sau, 35 giây, hay làm chậm. Rồi, thở phải, xuống, trái, gồng chắc người lại. Chỉ mỗi cái tay mình kéo thôi, lưng mông giữ lại. Rất tốt. 20 giây. 15 giây cuối. 10. Bốn. Rồi, xuất sắc hạ. Nghỉ một tí nha mọi người. Tiếp theo chúng ta sẽ tập cho phần chân nha. Một chân bước về sau, nhấp 3 nhịp xong thu về và đổi bên. Rồi, 3, 2, bắt đầu. 1, 2, 3, thu về, đổi bên. Rất tốt. Các bạn tập đi cho đùi, chân, đầu gối khỏe. Không ngại đau nhức mỏi ha. 6, 5,
xuất sắc. Rồi, bài tiếp theo. Này, cuộn tay, hạ xuống, kéo lên ha. Tập cho bắp tay cũng như cầu vai ha. Ok, cố lên, thở, bắt đầu. Good job, cố lên các bạn ơi, 10 giây nữa thôi. Rồi, rất tốt. Bài tiếp theo ha, chúng ta sẽ làm bước chân phải về sau, gập mông, trở về, rút chân trái ha, làm luân phiên nha mọi người. Rồi, bắt đầu nè. Thở, đẩy, trở về, đổi bên. Rất tốt. Các bạn làm sao cảm những cái mông nó chu về phía sau, xong đẩy về phía trước ha. Tốt. Mười, chín, hai giây nữa thôi, hai. Rồi, rất tốt. Và bài cuối cùng ha, chúng ta sẽ làm bài squat. Hạ mông xuống, đẩy lên, xong bước chân phải về sau, thu về. Bước chân trái về sau nha mọi người. Wow, cố lên, ba. Sau bài này suy nghĩ ha, một phút. Rồi, squat trước. Bước chân phải, trở về. Bước chân trái. Rất tốt, squat. Đẩy. Cố lên các bạn. Mười lăm giây nữa. Tám, bảy, ba, hai. Rồi, rất tốt, xuất sắc các bạn. Chúng ta vừa mới hoàn thành hai vòng rồi nha. Bây giờ còn một vòng nữa thôi. Lần này chúng ta sẽ tập 40 giây lận nha, thay vì 30-35 giây, nhưng mà sẽ có thêm 5 giây nghỉ, 20 giây nghỉ đó mọi người. Cố lên 30 giây. Hai mươi giây nữa nha. Rồi, chúng ta sẽ quay lại 40 giây. Mình sẽ chiến tới cùng với cột 10 ha. Ok. Nhớ bài đầu tiên không? Cuộn tay đẩy qua vai ha. Cố lên, cố lên. 5, 4, giữ. Chuẩn bị 3, 2, 40 giây nha. Bắt đầu. Lên thở, xuống hít. 20 giây nữa nè. Mười giây cuối, 10, 9. Có lần 4. Rồi, xuất sắc, rất tốt. Bài tiếp theo sumo squat nha mọi người, cố lên tập cho phần mông nè. Mười giây nữa, lúc nghỉ tranh thủ hít thở, thả lỏng một tí, sau đó cố gắng tập hết sức ha. Rồi, sau 20 giây nghỉ, bây giờ là 40 giây tập. Hạ sau đẩy lên. Tốt. Hai mươi giây cuối. Sau bài này chúng ta thả lỏng phần chân, nằm ngửa ra để tập cho phần ngực. Mười giây nữa.
5. Xuất sắc. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nằm ngửa ra và làm bài. Đẩy mông lên, hạ tạ xuống, đẩy lên ha. Rồi, nhớ nha, có 20 giây nghỉ. Tranh thủ nghỉ hết sức nè. 3, đẩy mông lên giữ lại. Chuẩn bị hít thở đẩy. Tốt. Mọi người cứ làm từ từ ha, mỏi quá mọi người có thể hạ xuống luôn cũng được. Hoặc là nghỉ một tí rồi xong đẩy mông lên lại. 14. Tám, bảy, sáu, ba, hai, một. Rồi, xuất sắc, rất tốt. Các bạn hãy đứng lên, bởi vì chúng ta sẽ làm bài deadlift ha. Đẩy mông về phía sau, trở về hạ xuống ha. Rồi, bài này rất là tốt, tập toàn bộ phần thân dưới luôn ha. Các bạn có thể thấy ở trên hình ha. Rồi, ba, hai, một, bắt đầu. Thở, thở, đẩy, hạ xuống từ từ. Rồi, tiếp tục. Cố lên các bạn. Cứ làm chậm chậm, kiểm soát. Mười giây cuối cùng. Hai, một, rồi xuất sắc. Bây giờ chúng ta tập cho phần bên trên ha. Các bạn có thể cầm một cục nặng, các bạn có thể ngồi luôn cũng được. Giữ hạ, duỗi thẳng qua khởi đầu, ok. Hai, bốn, ba, hai, tay giữ, chập, đẩy. Nhớ giữ thẳng lưng ha. Gồng chắc bụng là đừng để lưng bị võng. Hai mươi giây cuối các bạn ơi. Sau bài này chúng ta còn 5 bài nữa là kết thúc buổi tập ngày hôm nay. 10 giây thở xuống từ từ. Nhớ cổ trỏ đừng di chuyển ha. Chữ cẳng tay. 2. Rồi, tốt. Tiếp theo chúng ta làm luân phiên cho phần mông nha mọi người. Chân phải bước về sau, gạt trở về chân trái ha. 10 giây nữa. Hít thở đều. Rồi, cầm lên và bắt đầu chân phải gạt đẩy hô về đổi bên. Rất tốt. Các bạn có thể đặt cái điện thoại quay bản thân lại và so sánh với mình ha, để xem cái tư thế khác nhau như thế nào. Tốt. 15 giây cuối. 10, 9, 2. Rồi, rất tốt. Tiếp theo chúng ta sẽ làm cho bài này ha. Nhớ mông đẩy về sau, lưng gập xuống, giữ thẳng lưng nha mọi người. Cố lên, cố lên. Rồi, ok. Mắt nhìn xuống, kéo phải trái nha. 3, 2, bắt đầu. Trái, duỗi, thả, duỗi. Rất tốt. 30 giây nữa. Hai mươi giây cuối cùng. Cố lên các bạn.
Sắp xong rồi. Rồi, các bạn có thể hạ xuống, thả lỏng, chống nạnh, thả lỏng. Bài tiếp theo chúng ta sẽ đưa về sau nhấp 3 cái, thu về, đổ chân nhấp 3 cái nha. 5, 4. Rồi bắt đầu. 1, 2, 3. Thu, đổi bên. Rất tốt, đổi bên. Mười giây cuối cùng các bạn. Xuất sắc. Rồi, chúng ta hạ xuống ha, nghỉ một tí nè. Còn nhớ bài tiếp theo không? Tay, sau đó kéo cùi chỏ sang hai bên ha. Tập cho phần cầu vai. Có lên hai bài cuối cùng. 2, 1, cuộn, hạ xuống, kéo. Rất tốt. Cố lên các bạn. Mười giây cuối cùng. Lần cuối, 3, 2, rất tốt. Và bài cuối cùng rồi các bạn. Sau bài này chúng ta sẽ giãn cơ cùng với nhau nha. Rồi, một cái squat, rồi xong bước chân phải, bước chân trái về. Ha, các bạn. Các bạn có thể thấy ở bên trái, ở một góc có hình demo sẵn ha. Rồi, bắt đầu. Squat, bước chân phải, bước về, đổi bên. Rất tốt. Cố lên. Mười giây nữa. Okay, last one. Wow, rất tốt các bạn. Chúc mừng các bạn đã hoàn thành xong buổi tập của ngày hôm nay ha. Bây giờ các bạn có thể uống miếng nước và giãn cơ cùng với mình. Rồi, trong tư thế các bạn này, chân phải bước lên kế bên tay phải. Từ đây đẩy cái hông về trước, giữ lại ha. Căng phần đùi hông. Hít thở đều. 5, 4, 3, 2. Rồi bây giờ chúng ta xoay ngược. Oh, vặn lưng. Nghe tiếng rắc rắc mọi người. Căng cơ. 2. Bây giờ chúng ta sẽ ngồi về phía sau nè. Chân duỗi thẳng ha. Mũi chân hướng về phía cơ thể nha. Rồi nhấn cái đầu gối xuống, giữ lại. Được nghiêng người về phía trước. Căng cái phần đùi sau. Rồi rút chân về ha. Bây giờ đổi chân bên kia. Đầu tiên cũng vậy, nhấn cái phần hông xuống giữ lại. Giữ ở đây. Hít thở thật sâu. Tận hưởng cái cảm giác người bừng nóng lên ha. Và đổ mồ hôi. Rồi tay chống lên đầu gối này, xoay nhẹ. Về phía sau vặn lực. À, rất tốt. Bây giờ trở về, ngồi sau, tay luồn về phía trước, giữ ha. Cố gắng căng giãn cho cơ nó được thả lỏng, dẻo dai, linh hoạt. Rồi bài cuối cùng nha mọi người. Rồi rút chân về nè.
Rồi, tay từ đằng sau chúng ta luồn về phía đằng trước nha. Rồi đặt vai xuống, giữ lại. Căng cái phần lưng. Rồi rút tay về và đổi bên kia. Giữ lại. 3, 2, 1. Rồi đẩy nhẹ mông về phía trước ha. Rồi rắn hổ mang hay là còn gọi là up dog. Rồi xuất sắc các bạn. Chúc mừng các bạn đã hoàn thành xong 30 phút tập với tạ để giúp cho cơ thể của chúng ta tăng lượng cơ, người săn chắc hơn. Với cái khái niệm đó là chúng ta tập thân trên, sau tập thân dưới và lặp lại ha. Rồi nếu mà các bạn có câu hỏi thắc mắc gì để dưới phần bình luận nha. Và cố gắng tập luyện thường xuyên và theo dõi lịch tập ở trên hubertfitness.com/lịch tập vào mỗi tháng để biết được chúng ta nên tập gì vào mỗi ngày. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.